kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, ngày hôm nay lưỡi áp cao lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển trở lại và mở rộng dần về phía đông. Do vậy mà các tỉnh miền Bắc thời tiết phổ biến ngày nắng, cường độ mạnh nhất vào buổi trưa và gây oi nóng với mức nhiệt đạt cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam mạnh tiếp tục mang đến thời tiết xấu cho khu vực phía nam từ Quảng Trị trở vào, cả trên biển và trên đất liền. Mưa dông xảy ra trên diện rộng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây xin được mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại nên các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì trạng thái thời tiết ít mưa ngày nắng. Buổi trưa là thời điểm nắng có cường độ mạnh nhất nên thời tiết hơi oi nóng. Chiều tối và đêm một vài nơi có mưa rào nhẹ và dông. Khu vực phía tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không có mưa, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 22 đến 25 độ. Ban ngày cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 65%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 28 độ, cao nhất vào khoảng từ 33 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 70%. Tiếp theo đến với khu vực đồng bằng sông Hồng, khu vực này trời mây thay đổi có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 26 đến 29 độ, ban ngày cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 65%. Sau đây sẽ được đến với khu vực miền Trung. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay thì vùng áp thấp phía Tây cũng sẽ tác động đến thời tiết phần phía Bắc của khu vực. Do vậy mà các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Hà Tĩnh, ban ngày trời nắng, đêm hầu như không có mưa. Trong khi đó thì rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ gây mưa dông rải rác về chiều tối và đêm cho các tỉnh từ Quảng Trị trở vào. Cụ thể ở khu vực từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng phía Nam, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 65%. Trong khi đó thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến khu vực Bình Thuận, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông ở một vài nơi. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông có biểu hiện tăng hơn. Gió Tây Nam khu vực này cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 27 độ về đêm. Ban ngày cao nhất sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 30 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa bà con, hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên, hàng nghìn hecta lúa hè thu vẫn đang bị ngập trong nước. Đáng lo ngại nhất là lúa mới gieo xạ từ 1 đến 7 ngày bị ngập, khả năng thối mầm là rất cao. Thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đông Hòa cho thấy đã có 2.090 ha lúa hè thu trong huyện bị ngập nước, trong đó có khoảng 1.000 ha mới gieo xạ từ 2 đến 7 ngày, tập trung tại các xã Hòa Thành, Hòa Vinh và Hòa Hiệp Trung. Số diện tích này có nguy cơ phải gieo xạ lại, còn tại huyện Phú Hòa có gần 2.400 ha lúa ở các xã Hòa Quang Nam, Hòa An, Hòa Trị bị ngập nước. Thưa bà con, không chỉ dừng lại ở đó thì những cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày vừa qua cũng đã làm ngập úng các vùng trồng dưa trọng điểm ở thành phố Tuy Hòa và huyện Tuy An. Người trồng dưa chưa hết ngậm ngùi vì giá thấp, nay lại khóc theo mưa. Và năm nay thì do thời tiết bất lợi, đầu vụ nắng nóng kéo dài, cuối vụ thì gặp mưa lớn, khiến người trồng dưa thất thu, nhiều hộ bị lỗ vốn, cuộc sống trở nên rất khó khăn. Tiếp theo xin được quay trở lại với thời tiết các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Thưa quý vị bà con, trong đêm nay và ngày mai thì nơi đây phổ biến mây thay đổi, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam khu vực này cấp 3, nền nhiệt ngày đêm sẽ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Thưa quý vị, với vai trò là trung tâm thu hút gió, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục gây gió mạnh cho các vùng biển ở phía Nam. Nguồn ẩm hội tụ trong không khí khá dồi dào, mây đối lưu phát triển mạnh nên tại các tỉnh Nam Bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa trên diện rộng và rải rác có dông. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 26 độ, ban ngày vào khoảng từ 29 đến 32 độ. Thưa bà con, hiện tại áp lực của bệnh vàng lùn lùn xoắn lá vẫn còn, do vậy mà việc gieo trồng lúa thu đông bà con cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của dầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống. Bản tin thời tiết nông vụ của chúng tôi xin được khép lại ở đây. Và để nhận được thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DKS dấu cách TT tên tỉnh gửi tới 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKS dấu cách TT mã vùng gửi tới 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.